Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi video livestream nhé. Và ngày hôm nay thì chúng em sẽ cùng giao lưu đến các cô chú chị trong cái buổi video livestream này, cùng hướng dẫn cũng như giới thiệu đến các cô chú chị một số những vật phẩm hương vị mà chúng ta thường xuyên ứng dụng trong cuộc sống. Có thể chúng ta biết hoặc chúng ta chưa biết, nhưng mà nếu như chúng ta nắm được những cái yếu tố phong thủy trong cuộc sống chúng ta, có những cái mặt tốt hoặc mặt xấu để chúng ta kích hoạt lên nếu nó tốt, hoặc nếu chúng ta nó xấu chúng ta cần phải hóa giải đi, đúng không ạ? Và hóa giải nó khác nhau thì bằng cách mà chúng ta vẫn xoay quanh cái việc chúng ta kiến tạo nên một cái không gian sống, một cái môi trường sống, hay là chúng ta thiết lập lên một cái bộ hồ sơ phong thủy để chúng ta xây dựng lên một ngôi nhà mới, thì điều đấy là còn gì bằng, đúng không ạ? Nhưng rất tiếc trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta có cơ hội hay có điều kiện để chúng ta xây dựng lên một cái ngôi nhà mới như thế. Vậy thì những ngôi nhà mà chúng ta đang ở, vô tình nếu như gặp phải những cái trường hợp không tốt trong phong thủy, hay là nếu như chúng ta muốn kích hoạt nó tốt hơn thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Vậy thì bằng số những cách mà chúng ta thay đổi lại cái công năng cục diện, đập phá, tu sửa lại đi, thì những trường hợp đấy cũng khá vất vả. Thì một số những cách khác mà chúng ta có thể ứng dụng phong thủy đó là chúng ta sử dụng những cái món vật phẩm phát huy phong thủy để mà hóa giải những cái trường hợp phong thủy xấu đó. Và ngày hôm nay thì phong thủy Tam Nghiêng cũng như Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn đến các cô chú chị một số những món vật phẩm quan trọng mà chúng ta có thể quan tâm đến cũng như chúng ta sử dụng trong cái cuộc sống nếu như rằng là yếu tố phong thủy chúng ta bị phạm nha. Rồi, các cô chú chị cũng có thể là đặt câu hỏi đi, đặt câu hỏi xoay quanh những cái các cô chú chị hoàn toàn có thể đặt những câu hỏi mà xoay quanh cái ngôi nhà của mình đang gặp những cái trường hợp phong thủy xấu như thế nào, thì phong thủy Tam Nghiêng cũng sẽ là hướng dẫn đến các cô chú chị cách mà chúng ta hóa giải. Đồng thời thì chúng ta chia sẻ video livestream này để kiến thức được lan tỏa đến với nhiều người hơn, nhiều người sẽ nắm được cái cách mà sử dụng phong thủy nó trở nên tốt hơn. Rồi một số những cái trường hợp mà các cô chú chị luôn cần phải chú ý trong cuộc sống mà chúng ta xử lý đến yếu tố phong thủy đó, khi mà xét đến một ngôi nhà, khi mà xét đến ngôi nhà thì chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta có yếu tố phong thủy bao quanh phía bên ngoài ngôi nhà, tức là các yếu tố về cảnh quan rồi loan đầu rồi là trước sau của ngôi nhà, đúng không ạ? Đặc biệt là phía trước ngôi nhà nó có sự tác động dội khí đến cái đại môn hay là cửa chính nhà chúng ta, hay là đấy là cái phía mà chúng ta nói về cái ngoại cục. Còn đâu là trong phong thủy người ta cũng xét đến một yếu tố khác nữa, đó là nội cục bên trong. Thì nội cục bên trong thì cái việc khi mà chúng ta thiết kế lên một cái ngôi nhà mà nếu như các cái phần công năng hay là những cái vị trí trong ngôi nhà mà đặt để các cái vị trí này nó không có được chính xác, nó không được tốt mà nó phạm phải các cái yếu tố phong thủy thì nó cũng gây ra cái ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ những cái công năng mà chúng ta biết, nhà vệ sinh hoặc là bếp, đúng không ạ, hay là cầu thang hay là bể phốt, thì rất nhiều các yếu tố sai phạm như thế mà chúng ta không có phương án mà chúng ta hóa giải thì nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái bất lợi trong cái cuộc sống chúng ta hàng ngày. Rồi, để em cùng đọc qua những câu hỏi của các cô chú chị nha. Chúng ta cùng nhau giao lưu đặt câu hỏi với lại là phong thủy Tam Nghiêng để em có cơ hội tư vấn cũng như giải đáp đến các cô chú chị nhiều hơn nhé. Các cô chú chị đang theo dõi video này thì chúng ta cùng nhau giao lưu bằng cách đặt câu hỏi để em có cái cơ hội được giao lưu cũng như là giải đáp đến các cô chú chị nhiều hơn. Và chủ đề ngày hôm nay xoay quanh cái việc chúng ta sử dụng các món vật phẩm phong thủy như thế nào. Nào, xin mời các cô chú chị chúng ta cùng chia sẻ cũng như là cùng nhau giao lưu bằng cách là chào nhau cũng như là đặt những câu hỏi đi ạ. Em sẽ xin phép là đưa ra một số những cái trường thực tế nhá. Một số những cái trường hợp thực tế mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống nếu mà chúng ta không chú ý và sẽ gặp phải lỗi phạm phong thủy này. Một số trường hợp chúng ta nhìn thấy ngay này. Rồi, ví dụ là đây là một trường hợp đầu tiên. Đây là một trường hợp đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cái lỗi sai phạm trong phong thủy. Chói không nhìn thấy. Tắt cái đèn đi. Tắt cái đèn phản đi. Chưa thấy. Không có đèn phản đâu, bên kia thôi.
Rồi. Như các cô chú chị chúng ta nhìn thấy ở ngay trên màn hình chiếc iPad của Đức Trung đây đang cầm nhé. Đây là một trường hợp gì chúng ta nhìn thấy ngay ạ? Đây là một trường hợp có một ngôi nhà này. Và chúng ta thấy là cả một cái đoạn đường nó có cái yếu tố đó là cái trực khí khi mà cái đường nó đi thẳng vào cửa nhà. Thì đây là một trong những cái hình thế sát mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống. Người ta gọi đó là lộ xung sát hay còn gọi là xuyên tâm sát các cô chú chị nhé. Mà rất nhiều các ngôi nhà sẽ dễ dàng gặp phải, đặc biệt ở các cái vị trí đó là ngã ba, đặc biệt các vị trí ngã ba ở vị trí chữ T ấy, thì chúng ta thấy rằng là có một cái đoạn đường nó đi ngang qua nhà chúng ta và ngay trước cửa nhà chúng ta mở cửa ra thì nhìn thấy ngay một cái đường nó phi thẳng vào, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy ngay một cái đường nó phi thẳng vào. Một số những gia chủ thì không có nắm được yếu tố phong thủy nên lựa chọn những cái ngôi nhà ở khu vực ngã ba này để làm mặt bằng kinh doanh hoặc là văn phòng giao dịch bởi vị trí đó vị trí đông người. Tuy nhiên một điều đó là trong phong thủy đây là một trong những cái lỗi sai rất cơ bản nhưng rất nghiêm trọng, bởi vì rằng là đây là một trong những lỗi sai mà người ta gọi đây là lộ xung sát hay gọi là xuyên tâm sát. Lộ xung sát tức là lộ là đường, xung là nó có sự trục xung, trục xung đến, và sát là sát khí. Do đó lộ xung sát ở đây là người ta nói đến cái hình thế sát là sát khí do cái đường nó đâm thẳng vào cửa nhà. Sát khí do đường đâm thẳng vào nhà, chúng ta nhìn thấy ngay đó là một cái đoạn đường như thế này nó đi thẳng vào phía cửa nhà của chúng ta, đúng không ạ? Thì các cô chú chị có thể nhìn thấy rằng là trong phong thủy thì người ta xét đến cái tốc độ lưu thông khí, người ta xét đến cái dòng khí trường. Bởi vậy cho nên nếu như cả cái trục đường là cái trục đường dẫn khí do cái tốc độ lưu thông của phương tiện giao thông đi lại mà nó có cái yếu tố nó đi thẳng vào cửa nhà chúng ta như thế thì nó mang lại cái yếu tố sát khí rất lớn trong ngôi nhà. Nó mang lại cái dòng khí nó cứ cuồn cuộn, nó chảy, nó dội vào trong nhà chúng ta thì nó sẽ có cái sự ảnh hưởng rất lớn đến cái yếu tố phong thủy. Đặc biệt các thành viên sống trong gia đình này thì thường là cái tính hỏa nó rất lớn, tính hỏa nó rất nhiều, tức là thường xuyên nổi nóng, bực tức, do đó là nó dẫn đến việc hay cãi cọ. Hay là chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái yếu tố vật lý rất dễ nhìn thấy là nếu như một cái phương tiện giao thông nào đó, có thể ô tô xe máy mà nó bị mất phanh thì nó có thể lao thẳng vào cửa nhà chúng ta, đúng không ạ? Rất nguy hiểm. Do đó là trong phong thủy người ta tuyệt đối không có lựa chọn những cái ngôi nhà theo cái cách cục như thế này, tức là mở cửa ra mà nhìn thấy cả ngay một cái đoạn đường nó lao thẳng vào, đúng không ạ? Mở cửa ra nhìn thấy ngay một đoạn đường lao thẳng vào, hay cũng là cái yếu tố là lộ xung sát xuyên tâm sát như thế này, nhưng nó lại là một cái trường hợp khác. Chẳng hạn ví dụ đây, ví dụ này đây là một đoạn đường ngõ, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là trong việc quy hoạch đô thị thì tận dụng mọi cái khoảng không khoảng cách của cái mật độ dân cư, do đó nó sẽ tạo ra những rất nhiều ngôi nhà san sát nhau và những ngõ nhỏ. Và nếu như vô tình một cái nhà nào đấy lại lọt vào cuối của cái ngõ, đúng không ạ? Vô tình một cái nhà nào đấy thì cái cửa hay cái cổng nó lọt thẳng cuối của cái ngõ thì nó sẽ tạo ra một cái yếu tố sát, nó cũng gọi là xuyên tâm sát hay là lộ xung sát như thế. Và đặc biệt chúng ta phải thấy rằng là cái đường ngõ này nó rất hẹp, do đó cái tốc độ lưu thông khí của luồng gió hoặc là phương tiện đi lại thì nó càng tạo ra cái yếu tố gấp gáp, do đó là cái luồng khí nó trực vào trong ngôi nhà chúng ta thì nó càng sát khí. Với lại chúng ta có thể thấy ngay một điều đơn giản, đó là nếu như ngôi nhà ở cuối ngõ, đúng không ạ? Ngôi nhà ở cuối ngõ thì nếu như vào cái mùa gió chẳng hạn thì nó mà đẩy gió vào thì nó cuốn hết rác vào cái cổng nhà chúng ta mất. Do đó là nếu như lựa chọn một cái ngôi nhà mà nó nằm ở cuối ngõ như này thì về cơ bản phong thủy cũng không phải tốt. Phong thủy không tốt do đó là nó sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến các thành viên sống trong ngôi nhà, và đây không phải nơi cư ngụ an toàn cũng như không phải là nơi để phát triển dài lâu được. Và nếu như trong trường hợp mà các cô chú chị có một cái ngôi nhà như thế này mà lại muốn phong thủy đồng nghiệp khảo sát để xây dựng mới thì có lẽ cũng phong thủy đồng nghiệp sẽ từ chối ngay cái trường hợp như này, bởi vì nó gặp yếu tố sát khí từ phía ngoại cục như vậy và khó có thể thay đổi được cái cách cục tọa hướng ngôi nhà. Bởi vậy cho nên là khuyên các cô chú chị là không nên ở ngôi nhà này. Không nên ở ngôi nhà này nếu như chúng ta lựa chọn mua đất hoặc mua ngôi nhà mà đã xây sẵn rồi chúng ta ở, không nên ở ngôi nhà này. Thì đó là cái trường hợp xuyên tâm sát. Với cái trường hợp xuyên tâm sát này thì nếu như trong trường hợp chúng ta xây mới một ngôi nhà thì tuyệt đối khuyên các cô chú chị là không nên ở, không nên mua nhé. Kể cả mua đất để mà chúng ta xây mà cái miếng đất đấy nó nằm ngay cuối ngõ thì tuyệt đối chúng ta không nên xây, không nên ở. Hoặc nếu như mua sẵn một ngôi nhà nó có rồi thì cũng không nên mua cái ngôi nhà đấy luôn. Chưa nói bên trong nó đẹp đẽ như nào, nhưng ngay trường hợp bên ngoài cái đường nó đi thẳng vào thì nó đã tốt rồi. Thì trong trường hợp nếu ngôi nhà mà chúng ta đang ở, thông qua video livestream này các cô chú chị nhận thấy là nếu như ngôi nhà mà chúng ta đang ở hoặc ngôi nhà xóm, ngôi nhà người thân mà gặp phải cái trường hợp sát khí như này thì chúng ta nên có cái lời khuyên liên quan đến việc hóa giải. Thì một trong những cái vật phẩm phong thủy mà để hóa giải được cái trường hợp này thì phong thủy đã biết thông qua quá trình nghiên cứu ứng dụng thì có đưa ra một cái vật phẩm mà chúng ta có thể sử dụng, đó là cái vật phẩm này các cô chú chị ạ. Để mà hóa giải cái trường hợp xuyên tâm sát như vừa rồi ấy,
thì Phong thì đặc biệt cũng có đưa ra cái vật phẩm để hóa giải. Nó thứ nhất là cái vật phẩm nó gọi là thái sơn thạch cảm đương, thái sơn thạch cảm đương hay còn gọi là bạch ngọc thạch cảm đương. Đây là pháp khí gọi là bạch ngọc thạch cảm đương, và trên đó, trên cái phiến bạch ngọc thạch cảm đương này có ghi, có triện bốn cái câu chữ, đó là thái sơn thạch cảm đương, và có cái đồ hình âm dương ở giữa. Với cái tích của cái câu chuyện thái sơn thạch cảm đương, đây là một vị pháp sư đúng không ạ, có khả năng là tịch tà ma khi hóa giải những cái yếu tố sát khí, đặc biệt là tịch tà rất là tốt, và tà ma ác quỷ thường xuyên sợ ông. Tuy nhiên ông nhận thấy một điều là một mình ông thì không thể nào mà diệt trừ ma quỷ cho tất cả các ngôi nhà, cho tất cả các gia chủ được. Do đó là ông đã lên ngọn núi Thái Sơn và ông có sử dụng các viên đá ở trên đó, ông khắc tên của ông bà. Ông sử dụng những ngọn núi Thái Sơn đó khắc tên của ông bà thành cảm đương. Do đó là trên cái bất cứ cái viên đá nào mà ông sử dụng để ông trấn cho các ngôi nhà đều ghi chữ là Thái Sơn thành cảm đương. Và ông dùng thuật của đạo gia, ông khai quang và ông trì chú trì lực vào trong đó, và mỗi một viên đá mang cái dòng chữ Thái Sơn thành cảm đương đó là một trong những cái pháp khí để mà ông trấn tại các cái gia chủ những ngôi nhà mà có tà ma quấy rối, hoặc là có những ngôi nhà mà bị phạm phải sát khí, thì ông sử dụng những viên đá để ông trấn tại trước cửa nhà để hóa giải những trường hợp mà tà ma ác quỷ quấy rối hoặc là những ngôi nhà bị phạm sát như vậy. Và trên cái phương án đó, chúng ta sử dụng cái bạch ngọc thạch cảm đương này là một trong những cái việc chúng ta ứng dụng phong thủy theo cái tích như vậy. Hơn nữa một điều là các cô chú biết rằng là cái chất liệu của bạch ngọc nó làm từ loại bạch ngọc trắng, nó mang cái tính dương khí rất là lớn. Chúng ta trong cái bộ môn kỹ thuật điện tử ấy, thì chúng ta sẽ thấy một cái linh kiện, đó là linh kiện thạch anh. Chúng ta có một linh kiện linh kiện thạch anh. Linh kiện thạch anh này nó tạo ra những cái xung nhịp đếm, mà linh kiện thạch anh này thường gắn ở những cái thiết bị, đó là những cái thiết bị đếm như là đồng hồ hoặc là những thiết bị đếm dây ấy. Thì linh kiện thạch anh này nó tạo ra cái xung nhịp đếm, và xung nhịp đếm ấy nó chính là những cái xung nhịp của trường khí dương khí này, nó đẩy những cái âm khí và tà khí ra phía ngoài ngôi nhà chúng ta. Do đó nếu như cái ngôi nhà chúng ta bị gặp phải trường hợp sát khí do cái đường nó đâm thẳng vào nhà, hoặc là cái đường ngõ nó lao thẳng vào cửa nhà như thế, thì chúng ta cần sử dụng món vật phẩm thứ nhất là cái thái sơn thạch cảm đương này. Chúng ta gắn ở đâu ạ? Chúng ta gắn ngay ở dưới chân cổng, chân cửa theo hai cái lỗ vít này. Có hai cái lỗ vít của cái phiến bạch ngọc này, chúng ta sẽ sử dụng nó để chúng ta gắn vào cái chân cổng, chân cửa nhé. Chúng ta sẽ gắn vào chân cổng, chân cửa bằng cách chúng ta khoan hai cái lỗ vít này, chúng ta sẽ gắn theo chiều dọc như thế này, để cái năng lực cũng như linh lực của cái thái sơn thạch cảm đương nó sẽ hóa giải những cái sát khí trên. Đặc biệt là bốn cái dòng chữ, năm cái câu chữ là thái sơn thạch cảm đương được tô bằng đỏ chú sa, đúng không ạ? Thì trong pháp khí phong thủy, trong phong thủy thì các pháp sư hoặc là các chuyên gia phong thủy hay là các thầy phong thủy sử dụng cái màu mực đỏ của bạch của gì nhỉ, của mực đỏ chú sa để trong cái công hiệu liên quan đến khai quang, chỉ chú, điểm nhãn, linh vật. Do đó nó mang vào trong những linh lực để mình hóa sát rất là tốt. Bởi vì cho nên thứ nhất chúng ta sử dụng cái thái sơn thạch cảm đương này, các cô chú chỉ chú ý đối với ngôi nhà chúng ta hoặc là ngựa cửa hàng kinh doanh hoặc những ngôi nhà của nhà xóm, khu dân cư mà gặp phải cái trường sát đấy thì chúng ta nên lưu tâm. Cái thứ hai đó là một trong những cái pháp khí rất dễ sử dụng, đó là chúng ta biết là mọi ngôi nhà thì đều treo gương, đúng không ạ? Mọi ngôi nhà thì mọi người thường xuyên là sử dụng gương để mà treo, thì đây là mọi người thường hay sử dụng loại gương bát quái, đúng không ạ? Không biết mục đích treo gương đấy để làm gì, không phải để chiêu tài hay để hóa sát hay làm gì cả. Nhưng thấy một số những ngôi nhà vốn dĩ không cần treo gương vẫn treo gương đấy. Nhưng mà để mà sử dụng các loại gương trong phong thủy chính xác thì chúng ta cần phải sử dụng loại gương đấy có mục đích. Một số các loại gương sử dụng trong phong thủy người ta sử dụng để mà hóa sát, hoặc là người ta sử dụng để mà nghênh thay thuế. Thì đây là một trong những cái sản phẩm, đây là một trong những cái vật phẩm mà để hóa giải được những trường hợp sát trên. Đây gọi là gương bát quái bắt đầu của lồi. Rất nhiều các cô chú chị đã thỉnh cái loại gương này về để mà sử dụng, thì nói chung ngày hôm nay giới thiệu kỹ hơn để các cô chú chị có thể hiểu được. Đây gọi là gương bát quái bắt đầu của lồi. Gương bát quái bắt đầu của lồi với chất liệu làm bằng từ chất liệu gỗ đào thuần chủng, và sau đó thì là được các nghệ nhân cũng như là các chuyên gia phong thủy theo sử dụng theo cái đồ hình, đó là tiên thiên bát quái phối với lại là cổ tinh lạp thư. Đây là đồ hình tiên thiên bát quái để mang cái năng lượng của vũ trụ khởi nguyên cũng như là đồ hình của cổ tinh lạp thư trên này, tức là nó mang cái yếu tố cả tiên hậu thiên bát quái phối hợp lại với nhau để mang cái linh lực liên quan đến tịch tà hóa giải sát khí. Ngoài ra nó sẽ có một cái gương ở giữa, gương cầu lồi. Với cái gương cầu lồi này thì nó sẽ có cái tác dụng, đó là phản lại cái trường sát khí đến với lại cái ngôi nhà, tức là đến cái đại môn của chính nhà chúng ta. Chắc chắn gương chúng ta từng treo ở cửa chính. Vậy thì nếu như cửa chính đại môn nhà chúng ta mà gặp phải cái trường hợp sát do cái đường nó đâm thẳng vào nhà, hoặc là những cái yếu tố như ngoại xung sát khác như là phản quang sát, rồi là thương sát hay là thiên trảm sát,
thì chúng ta đều sử dụng cái loại gương này chúng ta treo để nó hóa giải. Khi mà luồng chụp khí nó đến như vậy, đến cái mặt gương rồi thì nó sẽ phản ngược lại, nó sẽ rộng ngược lại đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại gương bát quái của đầu của lồi này trong cái việc ứng dụng phong thủy như thế. Phía mặt đằng sau của gương bát quái của đầu của lồi thì nó có chú, nó có phù và chú của đạo gia, có phù chú đạo gia để mang cái công hiệu là trấn trạch chi bảo cũng như là tịch đào hóa sát, được tô bằng gương đỏ chú sa, được sử dụng chú của đạo gia để in tô phía sau, chiêu tài linh bảo được trấn trạch chi bảo được tịch đào hóa sát, thì nó mang công hiệu như vậy. Thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gương như thế này, chúng ta treo, chứ không phải là chúng ta cứ mầm mua một cái loại gương thủy tinh về có đồi bát quái, thậm chí là đồi bát quái được vẽ ngược thì nó rất là buồn cười, sai luôn cả cái nguyên tắc phong thủy luôn, chứ chưa nói đến các cái tác dụng khác nữa. Chúng ta cần phải sử dụng đúng cái vật phẩm nha, chúng ta cần phải sử dụng đúng vật phẩm. Một trong những cái câu hỏi khác của cô chú chị là rất nhiều câu chú chị đặt câu hỏi với Đức Trung, đó là nhà của cô chú chị có cổng cửa đối diện với cửa nhà xóm, đối diện với cửa nhà xóm thì liệu là có nên treo cái gì không? Thì khuyên các cô chú chị rằng là đối với trường hợp cửa hoặc cổng nhà mình đối diện với cửa nhà xóm, đây là trong những cái trường hợp thông thường thôi chứ nó không có gì là phức tạp cả. Bởi trong cái phương án nó quy định đô thị, chúng ta thấy rằng là cái lòng đường nó vài mét như thế thì cái cửa nhà mình với cửa nhà xóm nó dễ dàng đối diện nhau, đúng không ạ? Nó dễ dàng đối diện nhau. Nếu như cửa nhà mình đối diện cửa nhà xóm thì nó không có gì là to tát cả mà chúng ta cần phải lo lắng. Lo lắng là khi một cửa nhà chúng ta mở ra mà nhìn thấy hình thế sát, ví như cột điện ở giữa trước cửa nhà, hoặc là cái vật nhọn nó đâm thẳng cửa nhà chúng ta, hoặc là những cái ánh sáng của cái gương kính mà nó chiếu thẳng vào cái ngôi nhà chúng ta, thì đấy mới là sát khí lớn. Còn đâu rằng là mỗi cửa nhà mình đối diện cửa nhà xóm thì cũng không có điều gì lo lắng. Nhưng mà một số gia đình thì lại dùng gương để mà treo, thì đối với cái gương nó không phải là treo trong đợt đấy, nếu như không phải đối diện với sát khí thì cũng không cần phải treo gương. Bởi vì rằng là nếu mà treo gương thì các cô chú chị sẽ nhận thấy một cái trường hợp, đó là khi chúng ta treo gương xong thì nhà xóm người ta cảm thấy khó chịu, đúng không ạ? Nhà xóm người ta cảm thấy khó chịu và không hiểu lý do tại sao mình đi treo gương để phản với nhà người ta, mà người ta lúc này lại lấy một cái gương khác người ta treo lên để phản lại, hai nhà cứ dưng chả nói chả đừng, thành ra người ta yêu thương nhau có khi phải ghét nhau vì cái gương, đúng không ạ? Do đó là nếu như trong trường hợp cửa nhà mình với cửa hàng xóm nó không có đối diện với sát khí gì cả, chỉ đơn giản là hai cái cửa đối nhau, trong hai cửa đối nhau thì người ta cứ lo ngại rằng là nó có yếu tố về đối khẩu, do đó là cái sự hòa hợp nó không có tốt. Thực ra nó hòa hợp tốt hay không nó còn nhiều cái yếu tố, là cái cách mà chúng ta hành xử trong cuộc sống như thế nào, đúng không ạ? Còn nếu như cửa với cửa đối diện với nhau thì không cần phải treo gương, chỉ bằng ở đây các cô chú chị chỉ cần sử dụng 5 cái đồng hoa mai thôi. Chúng ta sử dụng 5 cái đồng hoa mai chúng ta dán tại cái cửa chính để mà làm gì ạ? Để mà tăng thêm cái công việc liên quan đến chiêu tài và tăng thêm yếu tố về phúc khí và hòa hợp, thế thôi, để giúp cho cái ngôi nhà chúng ta nó trở nên hài hòa hơn, và nhà xóm cũng thế, chứ không cần phải treo gương. Chứ treo gương xong thì nhà mình cảm giác thấy rằng là hình như cái sát khí bên kia nó lại dội sang, nhà xóm cũng thế, là nhà này dội sang bên kia, hai nhà cũng khi âm thầm ghét nhau về cái gương. Do đó là nếu trong là cửa hai nhà đối diện nhau mà không có những trường hợp sát khí gì thì không cần treo gương đâu, không cần phải lo đó. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta cần phải chú ý với lại cái chúng ta có thể chú ý hơn với lại cái trường hợp liên quan đến cái sát khí đến từ cái việc đến từ cái lộ xung sát hoặc là gọi là xuyên tâm sát. Nào xem là các câu hỏi các cô chú chị có đặt ra không nào. À đấy, nếu như có câu hỏi nào cô chú chị thì đọc to giúp anh để anh trả lời nhé. Có chị Thư Trịnh ạ, chị Thư Trịnh muốn hỏi, em ơi cho chị hỏi là hàng rào nhà hàng xóm có gắn thanh sắt mà chổng lên tường chĩa sang bên cửa sổ nhà chị, vậy có sao không em? Tức là bên nhà hàng xóm khi mà mình nhìn ra cửa sổ, đúng không ạ? Chị Thư Trịnh có đặt câu hỏi như vậy thì để xem này. Khi mà chị nhìn ra ngoài cửa sổ thì chị nhìn thấy cái hàng rào nhà hàng xóm, đúng không ạ? Thì cái góc, thì cái mũi nhọn nhà xóm nó chiếu thẳng lên trời hay là nó quạt vào phía cửa nhà chị ạ? Nếu như trong trường hợp nó chiếu thẳng lên trời thì chúng ta không có lo ngại nhiều. Còn nếu như cái phần mũi nhọn của cái hàng rào đấy thì nó lại quạt về phía cửa sổ nhà mình, thì đấy là một trong những cái yếu tố sát mà chúng ta nhìn thấy ngay, đó là thương sát. Thương sát đến trong cái trường hợp nó có những vật nhọn mà nó chiếu thẳng đến cái điểm nạp khí trong ngôi nhà, ví như cửa chính hoặc cửa sổ đấy, cửa chính cửa sổ, hoặc là những cái góc nhọn của những ngôi nhà mà nó chiếu vào, thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống. Chiếu sang cửa sổ nhà chị. Nếu như trong trường hợp là cái mũi nhọn mà nó chiếu sang cửa sổ nhà chị như thế thì trong trường hợp nhà hàng xóm mà người ta không thay đổi được thì mình chỉ có cách mình hóa giải thôi. Nhà mình cách hóa giải.
Thì trong trường hợp này chị nên sử dụng một cái hồ lô gỗ nào chị Thu Trinh ạ? Chị nên sử dụng một cái hồ lô gỗ nào chị tiến hành là treo tại cái khung của cái cửa sổ đấy. Cái hồ lô gỗ nào nó nhỏ nhỏ khoảng 11 cm, chị treo tại khung của cửa sổ để mà mang cái yếu tố đó là thu trừ cái sát khí từ tương sát của cái hàng rào nhà xóm nó chiếu sang. Thì đây là một trong những cách mà chúng ta hóa giải nhẹ nhàng thôi, chứ đôi cửa sổ chúng ta không biết treo hương như nào được cả. Chúng ta sử dụng một cái hồ lô gỗ đào để chúng ta treo vào cái phần khung của cái cửa sổ đấy mà nó có cái khả năng nó thu trừ cái sát khí của cái thương sát do cái mũi nhọn nó tạo ra. Thế này các bạn trợ lý các bạn sẽ inbox qua cho chị cũng như gửi vật phẩm để chị có thể nắm rõ hơn. Rồi. Chị Lan Nguyễn có đặt câu hỏi: năm đồng hoa mai treo như thế nào, treo ở vị trí nào ở cửa chính á? Năm đồng hoa mai trong cái trường hợp như em nói là cửa đối diện nhau, nó tạo ra yếu tố về đối khẩu, không phải lo mà treo gương đâu. Chúng ta sử dụng năm đồng hoa mai. Năm đồng hoa mai ở đây là năm đồng hoa mai rời, chị Lan Nguyễn nhé. Năm đồng hoa mai rời tức là một cái sâu hoa mai mà nó có năm cái đồng rời đấy, anh cái sâu hoa mai này. Đây chị Lan Nguyễn là đây chính là cái đồng hoa mai của Phong Thủy Lâm Viên này, nhưng đây là ba đồng hoa mai nó sâu với nhau. Thì đây chỉ sử dụng ba năm cái đồng hoa mai như thế này, nhưng mà nó là rời hẳn ra, nó không có dây kết như này đâu. Chị sử dụng năm đồng hoa mai rời này, chị sẽ dán tại đâu ạ? Chị dán tại cái đường bao cửa đấy chị nhé. Cái đường cái bao cái cửa nhà mình nó sẽ có cái đường bao đúng không ạ? Thì lúc này chị sẽ dán vào cái đường bao cửa, tức là cái khuôn cửa phía bên trên, tức là cái khuôn cửa phía bên trên đúng không ạ? Tức là cái cửa nhà chúng ta nó sẽ tạo thành khung như thế này đúng không? Thì chúng ta sẽ dán năm đồng hoa mai 1 2 3 4 5 ở cái phía khung cửa phía bên trên như này, 1 2 3 4 5 theo năm đồng như này, tức là ngửa mặt lên chúng ta sẽ nhìn thấy tại cái đường bao cửa đấy, để nó tăng thêm yếu tố là cái hấp thụ được cái thiên khí tốt cũng như hóa giải những cái sát khí và trường khí xấu đến với ngôi nhà chúng ta. Thì nguyên tắc dán như thế nào, bởi vì đồng hoa mai nó sẽ có mặt hình và mặt chữ, đồng hoa mai nó sẽ có mặt hình và mặt chữ, thì cái phương án mà chúng ta sẽ dán như thế nào thì trợ lý sẽ hướng dẫn thêm cho chị cho tùy theo chị cung cấp thêm cái hướng nhà chị được hướng gì nữa, để cho em căn cứ xem là thiên khí năm nay các tinh hay là không tinh nhà đó đến để có phương án sử dụng để mà hóa giải cho chị sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì nếu như để dùng năm đồng hoa mai người ta tăng tài thì người ta sẽ dán theo cái cách đó là một đồng đầu tiên sẽ là mặt chữ nó ngửa ra và đồng tiếp theo sẽ là mặt hình, cứ đan xen như vậy là chữ hình chữ hình chữ theo hết năm đồng như thế nhé. Chúng ta sử dụng năm đồng hoa mai chúng ta dán đấy, chúng ta dùng năm đồng hoa chúng ta dán sẽ ok thôi. Vâng, chị Lan lại có câu hỏi là cửa ban công nhà mình nhìn thẳng mái kính bể bơi và hàng ngày bị ánh nắng chiếu hắt lại vào nhà, thì đây là thế sát gì và hóa giải như thế nào ạ? Ok, anh Phong Trần cho em một chiếc gương nhé. Ok, tí nữa các bạn trợ lý của bạn sẽ liên lạc với anh kia. Đặt lại câu hỏi, đặt lại câu hỏi đi. Câu hỏi của chị Lan Nguyễn: cửa ban công nhà mình nhìn thẳng mái kính bể bơi và hàng ngày bị ánh nắng chiếu hắt lại vào nhà. Rồi, ok chị. Tức là cái cửa ban công nhà chị đúng không ạ? Thường là cửa ban công ở đây có thể là cửa ban công của phòng ngủ hoặc cửa ban công của phòng thờ. Thì trong cái trường hợp nếu chúng ta bước ra ban công, chúng ta nhìn thấy ngay cái mái kính của bể bơi phía đối diện mà có buổi sáng mặt trời chiếu hắt sang, thì đây là một trong những cái yếu tố sát người ta gọi là phản quang sát. Khi mà cái yếu tố sát do cái yếu tố ánh sáng từ cái nhà kính hoặc là những cái mảnh gương hoặc mảnh gương vỡ hoặc là mái kính mà nó dội ngược lại chúng ta, lại những cái tia hắt sáng này nó rất gắt. Những tia hắt sáng gắt như thế nó sẽ tạo ra yếu tố sát người ta gọi là phản quang sát. Nó gọi là phản quang sát. Và cái điều này nó khiến nó mất cân bằng ánh sáng trong ngôi nhà chúng ta, nó tạo ra những cái vệt sáng cắt như vậy, nó tạo ra yếu tố sát khí. Thì trong cái trường hợp mà nếu yếu tố mà cửa ban công nhà chị bước ra mà nhìn thấy yếu tố sát như vậy ấy, thì thứ nhất trong phong thủy người ta sẽ sử dụng một số những cái phương án tự nhiên như sau. Thứ nhất là chị sẽ sử dụng một số những loại rèm, chị sử dụng loại rèm để chị che lại cái phía ánh sáng hắt vào như thế. Ở đây có thể là rèm mành hoặc rèm vải nhé, để che lại cái ánh sáng hắt vào bên trong ngôi nhà, không để ánh sáng hắt vào. Cái thứ hai chị có thể sử dụng một số những cái chậu cây mà có cái tán mà nó cũng gọi là khá là đẹp đi, vừa mang yếu tố về trang trí cho ban công cũng như là rồi sử dụng các loại cây như vậy thì nó che bớt cái ánh sáng hắt vào như vậy. Đấy, tuy nhiên một điều đó là những cái trường hợp như thế thì chúng ta có thể sử dụng nhưng không phải rèm, không phải lúc nào bóng, do đó tiếp nữa cây cũng không phải đặt bên ngoài lúc nào nó sống được nhưng mà nó chết. Thì trong phong thủy thì người ta vẫn có thể sử dụng các loại gương, nó là gương gỗ đào cổ lồi như thế này chị nhé. Chị cũng có thể sử dụng loại gương gỗ đào cổ lồi như này chị treo tại cái ban công tầng 2, bởi vì là cái phần gương mặt gương lồi như này sẽ mang cái yếu tố là nó phản lại cái sát khí do ánh sáng hắt vào như vậy nhé. Người ta biết, chị biết rằng là người ta sử dụng cái tính chất của gương để người ta phản lại khí. Thì chúng ta biết là trong ruột phích đúng không ạ? Trong ruột phích người ta sử dụng loại tráng bạc, người ta sử dụng là trắng, người ta sử dụng là tinh thể lỏng bạc để người ta tráng lên trong cái ruột phích bên trong. Ruột phích thì bình nước nóng đúng không ạ? Nước nóng thì quả là hơi nóng, nhưng tại sao người ta lại tráng cái phần ruột bạc ở bên trong như thế? Bởi vì cái hơi nóng nên nó sẽ bốc lên và nó vẫn là luồng khí sau đó là nó gặp cái ánh sáng bạc, nó gặp cái lớp bạc ở bên trong, vậy nó phản lại cái sắc
nó phản lại những cái luồng khí nóng ở phía bên trong, do đó là nó không thoát ra ngoài, nó không thoát ra ngoài. Do đó nếu như nói về khí thì người ta cũng sử dụng gương để người ta có phương án để hóa giải. Thì gương cầu lồi là cái loại gương mà nó mang lại cái phản khí rất là tốt, mọi cái ánh sáng từ tứ phía nó chiếu vào đây thì nó đều phản lại được cả. Do đó người ta sử dụng loại gương có đầu cầu lồi này để người ta hóa giải những trường hợp do sát, do xuyên tâm sát, rồi là lộ xung sát hay là phản quan sát, thì người ta sử dụng loại gương này. Hay là các cái, nói chung là các loại sát khí mà nó đến từ yếu tố ban đầu, các loại sát khí mà đến từ yếu tố ban đầu, tức là yếu tố phía bên ngoài ngôi nhà, người ta đều sử dụng loại gương này. Em sẽ hướng dẫn các chị thêm một số hình thế sát nữa, một số hình thế sát nữa mà chúng ta sẽ thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống mà chúng ta sẽ dễ dàng gặp phải. Nào, một số loại sát đây này. Ví dụ chẳng hạn, đây là một trong những vừa đấy chúng ta nói mình xuyên tâm sát rồi đâu, thì đây là một trong những sát khác. Đây gọi là gì? Liêm đao sát. Cái này gọi là cái hình thế sát này gọi là liêm đao sát nhé các cô chú chị nhé. Cái hình thế sát này gọi là liêm đao sát. Liêm đao sát ở đây, liêm đao sát hay gọi là phản công thủy sát. Nó là một trong những cái trường hợp sát khí do cái gì? Do cái đoạn đường cong và nó lia thẳng vào cái phần cửa nhà chúng ta. Chúng ta biết rằng là trong cái việc quy hoạch đô thị thì đất nước Việt Nam mình thì cũng rất tiếc, không phải lúc nào cũng thẳng tưng như việc quy hoạch đô thị ở một số các đất nước phát triển. Do vậy rằng là các cái đường cong chúng ta cũng khá mềm mại đúng không ạ? Và vô tình cong quá thì cái đường cong đấy nó sẽ vắt vào những cái ngôi nhà mà nằm ở ngay cái đỉnh điểm của vắt cong đấy. Ngay cái đỉnh điểm khúc cong đấy mà có một ngôi nhà, thì các cô chú chị hình dung rằng là tốc độ lưu thông của phương tiện giao thông nó phóng rất nhanh, vượt qua vượt lại đúng không ạ? Do đó cái luồng khí đấy nó giống như một cái vệt đao, nó chém vượt qua ngôi nhà mình. Và nếu như cái ngôi nhà chúng ta mà lại nằm ngay ở cái phần khúc cong đỉnh của cái vật cong đấy, mà chúng ta hình dung nó giống như một cái vệt đao chém thẳng vào nhà, thì cái luồng sắt khí đấy nó sẽ trực thẳng ngay đến ngôi nhà chúng ta. Ví dụ như này nè, ví dụ chúng ta thấy là đây là một đoạn đường cong này, đây là một đoạn đường cong, nó cong như thế này và cái phần đỉnh của cái đoạn đường cong nó sẽ chiếu thẳng ngôi nhà. Do đó là nếu như trong trường hợp ngôi nhà mà gặp phải cái yếu tố phản cung thủy sát như thế này thì nó sẽ dễ dàng gặp phải những cái trường hợp rất xấu cho phong thủy. Các thành viên trong nhà nó sẽ dễ rơi vào trường hợp đó là thương tật, mất máu cũng như là tính tình không ổn hay bất hòa, đúng không ạ? Cơ sở kinh doanh thì chắc chắn là chủ thợ không có sự hài hòa, thậm chí là còn gây ẩu đả trong cái quá trình kinh doanh buôn bán nữa nhé, nhất là những cả ăn uống. Do đó là trong những trường hợp như này thì nó không có tốt cho phong thủy đâu. Thì chúng ta cũng đều sử dụng cái gương bát quái cửa đầu cầu lồi để chúng ta tiến hành để chúng ta sử dụng nhé. Hay là phía bên trên nữa này, phía bên trên nữa đây là một trong những cái trường hợp sát mà Đức Trung cũng như thầy Tam Minh đi khảo sát trực tiếp, và đây là hình ảnh mà Đức Trung có chụp lại. Đây các cô chú chị nhé, đây chúng ta thấy rằng là ở đây là một cái cửa sổ. Khi mà chúng ta nhìn ra cửa sổ chúng ta sẽ thấy gì ạ? Chúng ta mở ra cửa sổ chúng ta sẽ nhìn thấy ngay hai cái phần vách dựng lên của hai cái tòa nhà cao tầng hai bên, đúng không ạ? Và nó tạo ra một khe hở gió ở giữa, nó sẽ tạo ra một cái đường luồng ở giữa. Và cái đường luồng này chúng ta hình dung ra thì nó giống như một cái vết chém và tách đôi hai cái tòa nhà ra, đúng không ạ? Người ta gọi đây là thiên chảm sát. Người ta gọi đây là thiên chảm sát, tức là thiên là trời, đúng không ạ? Chảm là chảm chặt đấy. Sát là sát khí. Thiên chảm sát có nghĩa là cái sát khí đến từ cái vết chém từ phía trên trời xuống. Người ta gọi là thiên chảm sát do cái việc là hai cái tòa nhà cao tầng nó dựng lên và nó tạo một cái khe hở ở giữa. Và nó gọi là thiên chảm sát. Và đến cái khe hở này mà càng nhỏ thì cái tốc độ lưu thông gió ở phía bên trong nó càng dít, và nó tạo ra cái sát khí càng lớn. Với những ngôi nhà nào bị trực cái nguồn sát khí này thì không phải tốt. Đây, trong trường thực tế sẽ ra như thế này. Trong trường thực tế các cô chú chị có thể thấy rằng là trong cái ngôi nhà, ở những ngôi nhà phố đúng không ạ, người ta xây san sát sát nhau, nhà liền kề mặt phố xây san sát nhau, nhưng mà nếu như lại còn để ra một cái khe hở ở giữa như thế này, người ta để ra một cái khe hở ở giữa như thế này thì nó sẽ tạo ra cái yếu tố sát khí do cái luồng sát khí nó dít vào phía giữa trục khí như thế này, nó tạo ra một cái luồng khí rất lớn ở cái khe giữa ánh sáng như này, và nó tạo ra cái yếu tố luồng sát khí trực đến. Và nếu như cửa ngôi nhà nào mà mở cửa ra nhìn thấy ngay cái khe sáng như này thì chắc chắn nó sẽ rơi vào trường hợp là xuyên gọi là thiên trảm sát. Trong phong thủy, thiên trảm sát là một trong những cái sát nó mang lại cái sức ảnh hưởng rất lớn, nó không hề tốt trong ngôi nhà, kinh doanh buôn bán không có được lợi lộc gì cả. Đồng thời các thành viên trong nhà dễ gặp những cái chuyện bất hòa với nhau, dễ những cái sự vụ mà ý muốn. Hay đây một trong những trường hợp tương tự này, hai ngôi nhà xây xong sẽ tạo ra một khe hở ở giữa, hai ngôi nhà xây xong sẽ tạo ra một khe hở kẹp giữa thì nó không có tốt, đúng không ạ? Nó không có tốt. No. Bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải lưu tâm để chúng ta hóa giải. Ok chị Thiêu Trịnh,
Nếu chị quan sát chị sẽ thấy rằng là có rất nhiều những cái yếu tố phong thủy trong cuộc sống mà chúng ta có thể lưu tâm và chúng ta ứng dụng và quan sát được, thấy rất ngay nhiều yếu tố. Tại Hà Nội, ví dụ là tại Hà Nội có rất nhiều cái sát rất lớn mà chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể nhìn thấy ngay những, thậm chí là những cái tòa nhà trụ sở công việc rất lớn có yếu tố cả một trục đường nó đi thẳng vào. Và cũng rất nhiều những cái trường hợp phân tích của các chuyên gia phong thủy về các trường hợp sát như vậy, đúng không ạ? Những cái tòa nhà công quyền có yếu tố sát nó đi cả một trục đường rất dài nó lao thẳng vào, đúng không ạ? Và các thế lãnh đạo của tòa nhà đấy đều gặp những cái bất ổn cả, đều gặp những cái bất ổn. Do đó là phong thủy nó là cái thực tế, nó không có, nó không có gì khó hiểu cả. Chúng ta thể tiến hành rồi. Chị Hòa Hoàng có một câu hỏi. Nhà mình hướng đông ghé nam 17 độ, muốn treo 5 đồng hoa mai thay gương bắt quái, vui lòng tư vấn giúp. Chị Hòa Hoàng là nhà mình hướng đông ghé nam 17 độ, đúng không ạ? Muốn treo 5 đồng hoa mai thay gương bắt quái, vui lòng tư vấn. Có khi ở đây chị Hòa Hoàng ạ, chị dung là một cái mặt ra cái hướng đông nó sẽ có một cái giải độ nhất định. Thì em nhờ chị thêm là chị sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt, chị tải về sau đó chị đo cụ thể xem giữa hướng đông nó chỉ bao nhiêu độ. Đây này, cái ứng dụng La Bàn Việt nó sẽ như này nhé, chị thấy cái mặt La Bàn nó sẽ quay quay này, chị sẽ xem là hướng đông ở đây nó chỉ bao nhiêu độ luôn, thì em sẽ nắm được chi tiết hơn. Bởi vì hướng đông nó có giải độ từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ, thì cứ nằm trong khoảng 45 độ đấy, từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ thì nó là hướng đông, thì nó cụ thể rơi vào bao nhiêu độ, đúng không ạ? 110 mấy độ hoặc 9 mấy độ hay 8 mấy 7 mấy độ thì nó là hướng đông, thì chúng em sẽ tư vấn kỹ lưỡng hơn đấy. Chuyên sẽ có sự tư vấn kỹ lưỡng hơn, khi đấy sẽ giúp chị nhà. Tuy nhiên cũng thể có thể khẳng định ngay một trong những cái yếu tố mà đối với vận khí là hướng đông. Trong cái năm 2020 này, đúng không ạ? Trong năm 2020 chúng ta biết rằng là hướng đông này thì trong năm 2020 thì thất xích ba con nhật trung cung, mà chúng ta nhìn thấy ngay sao số 5 là sao hoàng đại sát nó sẽ đáo đến những nhà hướng đông. Do đó những ngôi nhà hướng đông thì có vận khí xấu của sao hoàng đại sát đáo đến, thì đối với vận khí của ngũ hoàng đại sát đáo đến như vậy thì khuyên chị nên có phương án để chị hóa giải này. Thì thứ nhất ở đây rằng là nếu như treo gương thì tốt nhất là cần phải xem là loan đầu, tức là cái yếu tố sát khí ngoại cục nó có tồn tại hay không thì chỉ sử dụng gương. Còn nếu mà không, chỉ sử dụng 5 cái đồng hoa mai rời, chỉ tiến hành là chỉ dán tại cái khuôn cửa của ngôi nhà hướng đông nhà mình nhé. Chỉ dán tại ngôi nhà hướng đông nhà mình theo nguyên tắc đó là hai đồng đầu tiên nó sẽ mặt hình, nó sẽ ngửa ra, đồng ở giữa là mặt chữ và hai đồng tiếp theo nó sẽ là mặt hình, tức là hình hình và chữ hình hình. Mình sẽ sử dụng 5 cái đồng hoa mai giờ đến mình sẽ dán tại cái khuôn cửa, tức là cái đường bao khung cửa như thế này, đúng không ạ? Mình sẽ dán phía bên trên để ngửa mặt lên là mình sẽ nhìn thấy cái đồng hoa mai đấy nhé. Dán theo nguyên tắc là hai đồng đầu tiên là mặt hình, ở giữa là mặt chữ và hai đồng tiếp theo cũng sẽ lại là mặt hình, thì nó sẽ hóa giải đi cái phần nào sát khí của ngũ hành đại sát. Ngũ hành đại sát hoành thuộc thổ năm 2020 đào đến nhà hướng đông, nó mang lại cái sát khí, đúng không ạ? Đây là gọi là ngũ hành đại sát đại hung tinh, thì nó mang những cái chủ liên quan đến thị phi phá tài mất người mất của, đúng không ạ? Những ngôi nhà nào hướng đông thì không thể xây dựng được, những ngôi nhà mà nào mà đang là hướng đông thì đó lại cái sát khí của cái sao này, do đó cần phải hóa giải. Thì những ngôi nhà nào anh chị đang ở hướng đông thì chú ý nhé. Hướng đông thì chúng ta buổi sáng mở mặt ra nhìn thấy mặt trời chiếu thẳng cửa nhà nó biết ngay, đúng không? Đó, do đó chị sử dụng 5 đồng hoa mai, chị sử dụng 5 đồng hoa mai. Có một câu hỏi của anh Trần Công Tuân, anh hỏi là tuổi Mùi năm nay vận khí như thế nào, có được tốt không, đúng không ạ? Tháng này hoặc là không có vận khí không được tốt, gặp nhiều xui xẻo, đúng không? Ok, thế thì cũng tiện đây trao đổi với các anh chị tuổi Mùi luôn, đặc biệt là anh Quân, rằng là với tuổi 91 Tân Mùi hay là các tuổi Mùi về cơ bản trong năm 2020 này, đúng không ạ? Tý Mùi nó có sự tương hại, đúng không ạ? Tý Mùi nằm trong lục hại, do đó là tuổi Mùi nó rơi vào trạng thái hại thay thuế. Tuổi Mùi rơi trạng thái hại thay thuế, bởi vậy cho nên rằng là đối với trường hợp hại thay thuế nó sẽ có nhiều sự ảnh hưởng bất lợi đến từ thái thế chính quân. Do đó là các yếu tố sức khỏe, công danh sự nghiệp hay là tình cảm về cơ bản nó sẽ có nhiều sự chắc trở. Nó có gì mà có nhiều sự chắc trở? Bởi vậy cho nên rằng là năm 2020 này với năm 2021 là năm Tân Sửu, Sửu Mùi tương xung, do đó mình cũng lại lưu ý ngay luôn là khi tuổi Mùi năm sau sẽ còn vất vả, thậm chí vất vả hơn cả năm nay nữa cơ. Năm sau tuổi Mùi xung với tuổi Sửu, do đó là tuổi Mùi có thể coi là một trong các con giáp xấu nhất trong các 12 con giáp luôn, về cái vận khí đi xuống do có sự tương xung thái tuế, bởi vậy cho nên là khuyên anh nên có phương án anh lưu tâm trong việc hóa giải thì nó sẽ tốt hơn, bằng cách là anh thứ nhất là anh lưu tâm với các trường hợp liên quan đến sức khỏe, mối tình cảm hay công việc sự nghiệp của mình, đặc biệt những cái chuyện liên quan đến thị phi về tiền bạc.
Thì kết hợp đồng thì anh cũng chú ý là đọc kỹ các điều khoản để mà tránh cái việc thị phi về kiện tụng tiền bạc sau này. Hay là sức khỏe thì nên có cái quá trình mà chế độ ăn uống cũng như thể dục nghỉ ngơi hợp lý, không thức quá khuya thì nó sẽ tốt hơn, cũng như là có cái thói quen ăn uống lành mạnh thì sẽ giữ gìn cho sức khỏe của mình tốt hơn. Nếu như vào các cái năm mà vận khí chúng ta bình thường, chúng ta có thể là phóng túng, không có quan tâm nhiều sức khỏe, đúng không ạ? Thì về cơ bản năm đấy cũng không có điều gì bất lợi. Nhưng đã vào những cái năm mà thái thuế đến thì sức khỏe chúng ta sẽ có sự ảnh hưởng nhiều. Do vậy một trong những cái biến cố dễ dàng xảy đến với sức khỏe thì càng cần chú ý nhiều hơn. Đấy. Bởi vậy cho nên là có cái những phương án sử dụng thêm những cái vật phẩm phong thủy mà hóa giải hay là kích hoạt tiềm năng lượng cho năm nay tốt hơn thì cũng là một trong những cái cách mà hóa giải được cái thị phi do hạn thế giới năm nay, cũng như là tạo cái tiền đề để bớt đi cái khó khăn trong cái việc xung thế thế vào năm 2021 Tân Sửu lần sau. Các anh chị tuổi Mùi chú ý nhé, 1991 Tân Mùi hay là 1967 Mùi đúng không ạ, hoặc là 1979 Kỷ Mùi, càng cần phải chú ý điều này nhé. Ngoài ra để mà hóa giải thì anh Tuân anh cũng chú ý anh có thể sử dụng một trong những món phẩm hộ thân, đó là cái mặt khai dương phú quý như thế này. Anh có thể sử dụng cái món vật phẩm là khai dương phú quý như thế này. Đây là một trong những cái trang sức mà đeo cổ rất là dễ dàng sử dụng đối với các cái tuổi mà phạm phải thái quế năm 2020 hoặc năm 2021. Đây là cái vật phẩm gọi là khai dương phú quý mà anh nghiên cứu anh sử dụng thêm. Với năm 2020 thì chúng ta biết rằng là 2020 canh tí đúng không ạ? Canh canh kim mà thủy canh kim người ta gọi là kim hàn thủy lãnh ạ. Đấy. Bởi vì là canh kim là tí thủy đúng không ạ? Do đó nó rơi vào cách cục là kim hàn thủy lãnh. Trong đó là canh tí lại là âm thổ, do đó nó sẽ rơi vào cái cách cục là kim hàn thủy lãnh và táo thổ. Bởi vậy cho nên rằng là nó sẽ năm nay là một trong những cái năm mà nó có sự bất hòa về cái âm dương ngũ hành đối với bản thân thái tuế. Do đó là các cái mối tương quan đến cái yếu tố các tuổi phạm phải thái tuế năm nay thì cũng đều có nhiều sự bất lợi hơn. Ví dụ là năm 2020 canh tí các tuổi là tí là phạm thái tuế này, ngọ sinh thái tuế này, đúng không, mùi là sinh thái tuế này, đi ngọ báo dậu đúng không ạ? Đấy, nó sẽ nằm ở trong các trường hợp đó là xung hình hại phá, do đó là nó sẽ vào những cái trường hợp rất là không tốt. Bởi vậy cho nên chúng ta cần dùng các cái phương án và chúng ta lưu tâm đến sức khỏe bản thân cũng như có những món vật phẩm hộ thân thì nó sẽ tốt hơn. Thì đây là cái vật phẩm là mặt khai dương phú quý với cái chất liệu là ngọc bích ngọc hoàng điền, đồng thời với những cái lối thiết kế màu xanh của hành mộc, với lại là cái hình tượng của hình tượng của gì đây, mấy thứ pháp, với lại là các hình tượng của cái yếu tố hành hỏa đây thì nó sẽ tăng cường thêm cái cân bằng yếu tố bổ sung thêm một khí và hỏa khí thì nó sẽ giúp cân bằng yếu tố kim và thủy hỏa thổ thì nó sẽ tốt hơn. Bởi năm nay kim hàn thủy lạnh và thổ táo đúng không ạ, nó kết hai ngũ hành mang sự cân bằng đó là mộc và hỏa. Bởi vậy cho nên sử dụng các vật phẩm trong thiết kế của cái mặt khai dương phú quý nó sẽ tăng thêm cái yếu tố về mộc hỏa, sẽ giúp cho cái sự cân bằng của âm dương ngũ hành năm nay sẽ tốt hơn, đồng thời là hóa giải những cái vận xui của các cái con giáp năm 2020 này đúng không ạ. Tương tự đấy chúng ta có thể nhẩm cái ngay 2021 đúng không ạ, 2021 Tân Sửu thì các tuổi là tuổi Mùi này, tuổi Mùi này, tuổi Ngọ đúng không ạ, đó là tuổi Tuất cũng đều có sự ảnh hưởng liên quan thái tuế đúng không ạ, do chúng ta cần phải chú ý. Rồi chị Lan Nguyễn muốn hỏi là năm 2020 thì tuổi Canh Tý và Giáp Tý sao bạn? Năm 2020 Canh Tý 1960 đúng không ạ, và Giáp Tý 1984. Với cơ bản hai tuổi này nó đều là những cái tuổi người ta gọi là tọa thái tuế đúng không? Người ta nói rằng là thái tuế đương đầu tọa và vô hỉ ác hữu hạn, tức là vào những năm mà thái tuế đến cùng những cái tuổi mà trực thái tuế hay gọi là tọa thái tuế thì nó sẽ có nhiều cái điều bất lợi trong cái công việc của sự nghiệp. Thì về cơ bản là chi tiết về cái vận hạn, các vận hạn của tuổi Giáp Tý, tuổi Canh Tý thì đã có trong cái cuốn tài liệu là kích tài lộc của năm 2020. Chị cũng có thể là nếu như năm vừa rồi chị có đi học, chị cũng có thể là nghiên cứu thêm, hoặc là trong giai đoạn này thì thầy em đang có những chương trình như là mua cuốn hướng dẫn nghi lễ đại gia được tặng luôn cuốn tài liệu kích tài lộc ạ. Thì chị nếu như gia đình mình mà chưa có cái cuốn hướng dẫn văn khấn nghi lễ đại gia, chị có thể mua cuốn này 260.000 và được tặng luôn cuốn tài liệu kích tài lộc 500.000 ạ. Thì về mình nghiên cứu thêm sẽ có rất nhiều những cái lời khuyên tốt cho bản thân. Còn đâu rằng là về chung tuổi Tý năm 2020 sẽ có nhiều điều bất lợi, nhưng năm 2021 thì tốt hơn. 2021 là năm 2021 Tân Sửu, Tý Sửu thì nhị hợp, bởi vậy cho nên rằng là năm 2021 tuổi Tý nằm trong trong nhị hợp với thái tuế, nó sẽ có nhiều điều bất lợi và cải thiện tốt hơn năm 2020 này. Trong năm 2020 này
Đặc biệt là những cái phương án mà chúng ta sử dụng cho những cái vật phẩm, ví dụ như là cái mặt khai dương phú quý của nam này, hay chúng ta có thể sử dụng các vật phẩm là mặt khai dương phú quý của nữ. Chị Lan cũng chú ý các vật phẩm khai dương phú quý của nữ nó sẽ như sau, được thiết kế dựa trên cái vẫn là chất liệu ngọc bích ngọc hoàng biền và các cái hình giọt lệ của cái yếu tố hành hỏa, nó sẽ tăng cường thêm yếu tố được về cái cân bằng âm dương vũ khí, nó sẽ tốt hơn. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái vật phẩm khác dễ dàng hơn, ví dụ như vòng tam hợp, đúng không ạ, theo bộ tam hợp của mình, ví dụ như tuổi Tý là trong bộ tam hợp thân thi tìm, đúng không, chúng ta sử dụng cái vòng tam hợp thân thi tìm đeo vào tay thì nó sẽ tăng cường thêm yếu tố sức khỏe hoặc may mắn bình an hơn. Với chất liệu gỗ tử đàm cũng như đá mã não, nó đều những cái vật phẩm nó mang cái năng lượng rất tốt cho cơ thể con người. Hoặc là chúng ta sử dụng cái vòng, đây là cái vòng phúc hoạt trợ mệnh, nó sẽ tăng cường thêm yếu tố thân mệnh chúng ta càng vững vàng. Nhân tiện đây giới thiệu thêm các cô chú chị một cái món vật phẩm, một trong những món vật phẩm mà thầy Tam Nguyên giải thích nhiều sự nghiên cứu và chế tác, đó là cái vòng phúc hoạt trợ mệnh như này. Nó gọi là vòng phúc hoạt trợ mệnh bởi vì ở đây nó sẽ có hai cái, ngoài chất liệu gỗ tử đàm thì chúng ta cũng quen thuộc trong việc sử dụng vòng tam hợp rồi, thì đây nó có hai cái phần, hai cái hạt trang ở hai đầu, nó có phiên bản vàng, phiên bản bạc nhé. Nó có hai cái hạt trang, nó khắc chữ phúc và chữ hòa để mang lại cái sự may mắn, cũng như mang lại cái mong muốn về cái sự hòa thuận, cũng như mang lại cái mong muốn về phúc khí dành cho gia chủ, dành cho thân chủ. Bởi vì là phúc hòa thì sinh tài, đúng không ạ, có phúc đức cũng như là có hòa khí thì sẽ sinh tài thôi. Do đó là cũng không cần phải cố gắng mà lao vào công việc để chiếm lấy tài làm gì cả, cứ tăng cường phúc khí cũng như là tăng cường hòa khí ắt hẳn sẽ sinh tài. Ở ngôi nhà hay ở cơ quan thì đấy, cứ tăng cường hòa khí thì sẽ tốt hơn. Thì cái vòng phúc hòa trợ mệnh nó dựa trên yếu tố nghiên cứu, cái nghiên cứu thiết kế như vậy. Tiếp nữa ở đây nó ở giữa sẽ một cái trang, nữa là cái trang ở giữa được thiết kế bởi cái đồng hoa mai. Bởi đồng hoa mai năm cánh, đúng không ạ, đồng hoa mai như lúc chúng nói rồi, nó tượng trưng cho ngày xuân ngày Tết, cũng như là những cái năng lượng tốt của ngày xuân ngày Tết, đúng không ạ, để mà tăng cường thêm may mắn bình an tài lộc cũng như là hóa giải tử khí. Và ở giữa luôn có một cái hạt đá, ở giữa luôn có một cái hạt đá. Hạt đá này theo cái nguyên tắc về ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, ví dụ là như chúng ta cầm đây là hạt đá mã não tóc vàng, đá mã não tóc vàng nó mang ngành thổ, đúng không ạ, hay một số các loại đá khác nữa. Ở đây là đá thạch anh, quên, đá thạch anh tóc xanh, đúng không ạ, rồi đá thạch anh tóc đỏ, đá thạch anh tóc đen, đá thạch anh tóc trắng, nó đều mang cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ bên trong. Và đối với cái viên ngũ hành này, chúng ta sẽ sử dụng ngũ hành theo như nào, có phải là tôi mệnh này tôi mệnh kia, ví dụ như 1984 tiên giáp Tý mệnh kim thì sử dụng một cái đá màu kim, đúng không ạ, có phải như thế. Cái việc chúng ta sẽ sử dụng tốt hơn nó căn cứ vào ngũ hành của thủy dung thần, các cô chú chị nhé, nó căn cứ vào ngũ hành của thủy dung thần thông qua cái lá số bát tự tinh bảng của mỗi người, xem là ngũ hành khuyết thiếu trong thân mệnh chúng ta sẽ là gì, đúng không ạ. Căn cứ vào cái năm tháng ngày giờ sinh, chúng ta tìm ra được cái độ mức độ vượng suy của ngũ hành, cũng như là những cái ngũ hành có khuyết thiếu trong thân. Ngũ hành khuyết thiếu đấy nó tạo ra sự cân bằng, và tạo sự cân bằng đấy người ta gọi đấy chính là thủy dung thần, và cái màu sắc của cái viên đá bên trong nó sẽ sử dụng theo ngũ hành thủy dung thần như vậy. Thì về cơ bản là cần phải có đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh của các cô chú chị mới có thể quyết định được các cô chú chị nên sử dụng cái màu viên đá nào sao cho nó phù hợp, sao cho phù hợp. Vâng, một số các câu hỏi tiếp nhận. Một số các câu hỏi tiếp, chúng ta sẽ kết thúc video livestream này vào 12:30 nhé. Chị Mạc Oanh hỏi tuổi Ất Sửu 1985 nữ thì nên dùng vật phẩm phong thủy gì? Tuổi Ất Sửu 1985 nữ, tuổi Ất Sửu về cơ bản là tuổi Sửu năm 2020 này nó sẽ có nhiều cái sự tương hợp tốt với Thái Tuế, bởi vì năm 2020 canh Tý thì Tý Sửu nhị hợp, bởi vì cho nên rằng là năm 2020 thì tuổi Sửu có nhiều cái sự tương hợp tốt với lại Thái Tuế canh Tý, do đó cũng sẽ có nhiều cơ hội trong cái việc đi kết giao làm ăn cũng như là tăng trưởng thêm cái mối quan hệ tốt về mặt tình cảm sẽ tốt. Tuy nhiên rằng là nó sẽ có nhiều điều lưu tâm trong năm sau 2021 Tân Sửu thì tuổi Sửu này lại gặp trường hợp là tọa Thái Tuế giống như canh Tý năm nay, đúng không? Tân Sửu năm 2021 sẽ là một năm mà tuổi Sửu phạm phải trường hợp là tọa Thái Tuế, thì Thái Tuế đương đầu tọa vô hỷ ác ngũ hạn, tức là vào năm Thái Tuế đến tuổi thì nếu như không có chuyện vui thì chắc chắn vẫn có chuyện buồn luôn, không có chuyện vui thì vẫn có chuyện buồn xảy đến, do đó là không có niềm vui thì vẫn có nỗi buồn, vô hỷ ác ngũ hạn, do đó là cần phải chú ý nhiều sức khỏe. Do đó năm nay là cái năm mà vận khí đang được tốt, bởi vì chúng ta nên có phương án kích hoạt vận khí trong năm nay trở nên tốt hơn trong 6 tháng đầu, 6 tháng cuối năm này, để mà chuẩn bị cho một cái vận khí nó vượng hơn để năm sau chúng ta bớt đi sự nhọc nhằn bởi năm Thái Tuế, đúng không ạ, bớt đi sự nhọc nhằn năm Thái Tuế. Thì về cơ bản tuổi Sửu nằm trong bộ tam hợp thị xấu Sửu, do đó là cũng có thể sử dụng cái vòng tam hợp, đó là vòng tam hợp thị xấu Sửu như thế này chị nhé.
hoặc là để mà căn cứ luận giải chi tiết hơn liên quan đến vật lý bản thân, cũng như là những cái liên quan đến màu sắc phù hợp, ngành nghề phù hợp, cũng như là những cái lưu tâm đến vật lý bản thân, thì chị nên có cái năm tháng ngày và giờ sinh của các bạn ấy, tức là đầy đủ bốn yếu tố là năm tháng ngày giờ sinh, thì phong thủy đạo viên sẽ căn cứ để đưa ra một cái lá số bát tự, trong đó có quyết định đến cái ngũ hành hủy dụng thần. Cái ngũ hành hủy dụng thần đấy nó sẽ đưa ra đến quyết định nên sử dụng cái màu sắc nào để bổ cho thân, tức là màu đấy sẽ quyết định màu chăn ga mới đệm, màu phòng ngủ, màu thiết bị phương tiện đi lại, ví dụ mua xe màu gì, sử dụng trang phục màu gì, màu chăn ga quyết định màu gì, và những vật phẩm bổ thân thì nó nên có chủ đạo ngũ hành màu gì, thì như vậy nó sẽ chi tiết hơn nữa. Thì chị nên có cái năm tháng ngày giờ sinh thì các bạn trợ lý của bạn sẽ tư vấn kỹ hơn. Còn các vật phẩm như năm 2020 và năm 2021 thì tuyệt vời nên sử dụng. Đó ví dụ như cái vòng cái mặt khai dương phú quý này thì nên sử dụng này. Cái khai dương phú quý này là một trong những vật phẩm rất dễ sử dụng mà các bạn nữ nên sử dụng trong năm 2020 và năm 2021 này luôn. Rất là tốt, rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta nên có khả năng sử dụng đến những vật phẩm bổ thân, đúng không ạ? Thì xét chung xét lại, em sẽ đi xét lại, chúng ta sẽ thấy rằng là khi yếu tố chúng ta ứng dụng phong thủy trong cuộc sống thì nó sẽ ứng dụng hai chủ thể. Thứ nhất là ngôi nhà chúng ta và thứ hai là bản thân chúng ta, đúng không ạ? Ngôi nhà chúng ta thì nó căn cứ vào yếu tố là ngoại cục bên ngoài và nội cục bên trong, đúng không ạ? Thì khi mà thầy Tam Nguyên đi khảo sát như thế thì phải căn cứ rất nhiều đến yếu tố là ngoại cục bên ngoài ngôi nhà như thế nào, nội cục bên trong, bố trí bên trong như thế nào. Và nếu như xét về yếu tố vận khí bản thân thì căn cứ vào trên 5 tháng ngày và giờ sinh để luận giải những yếu tố bát tự sự nghiệp ra làm sao, đúng không ạ? Đại vận lưu liên vận như thế nào. Ngoài ra căn cứ vào cái yếu tố thái quý hàng năm nữa để chúng ta đánh giá, đúng không ạ? Về cơ bản các vật phẩm phong thủy thì cũng sẽ sử dụng các vật phẩm phong thủy cho ngôi nhà và cho con người chúng ta mà thôi. Cho ngôi nhà thì nếu như các trường hợp sát khí bên ngoài, đúng không ạ? Thì như chúng tôi nói là các cô chú chị sử dụng quy hương bát quái bắt đầu bồ đề này nhé, để mà hóa giải, đúng không ạ? Hoặc là trong các trường hợp khác nữa, chúng ta sử dụng một trong những vật phẩm tuyệt vời khác nữa mà thầy Tam Nguyên cũng có sự nghiên cứu và sử dụng trong thời gian này, đó là gương thập nhị địa chi. Với những trường hợp ngôi nhà mà phải sát khí bên ngoài, chúng ta có thể sử dụng cái gương thập nhị địa chi này. Đặc biệt là như nào? Đặc biệt là những ngôi nhà mà có cái trường hợp phạm về đại tuế, đúng không ạ? Ví dụ năm 2020 canh tí thì những ngôi nhà mà hướng chính bắc, bởi vì phương chính tí là phương chính bắc là con giáp tí chủ quản, đúng không ạ? Nếu những ngôi nhà nào mà hướng chính bắc, tức là không độ cộng trừ 75 độ sang hai bên, mà hướng chính bắc đấy là hướng vào hướng đại tuế, thì năm nay nhất định cần phải sử dụng cái gương thập nhị địa chi chúng ta treo ở trong nhà, treo bên ngoài. Chúng ta sử dụng cái gương thập nhị địa chi chúng ta treo bên ngoài với chất liệu bằng gỗ đào. Đây là loại gỗ mà các pháp sư cũng như các thầy phong thủy sử dụng để mà chế tác những các vật phẩm pháp khí phong thủy để tịnh tà, đúng không ạ? Ví dụ kiếm gỗ đào, cung tinh gỗ đào, đúng không ạ? Sử dụng để mà chấn chặt rồi là chấn tà hóa sát không ăn gì rồi. Thì trên đây được khắc hình đồ hình của 12 con giáp, tức là thập nhị địa chi quý thần được khắc ở bên ngoài này. Phía mặt đằng sau thì được phối kết hợp bởi đồ hình dương bát quái này. Tiếp theo là quẻ thiên thiên bát quái, đúng không ạ? Thiên thiên bát quái. Và phía bên ngoài đây là đồ hình của nhị thập bát tú nhé. Đấy. Thứ nhất là đồ hình của cửu tinh đầu lạc thư này. Tiếp theo là nhị thập bát tú tinh quân được khắc chế bên ngoài. Đúng không ạ? Đó, bởi vậy cho nên rằng là nó sẽ mang những cái năng lượng từ vũ trụ khởi nguyên và năng lượng tinh tạo hóa sát của chất liệu của gỗ đào. Đây là loại gương rất tốt dành cho các gia đình về cơ bản treo để mà nghênh thái tuế này. Thứ hai là treo để mà hóa sát này. Đấy. Để mà tăng cường thêm cái phúc khí cho gia đình thì sử dụng cái gương thập nhị địa chi là rất dễ sử dụng luôn. Thay các loại gương bát quái thông thường nhé. Chúng ta đừng có ra chợ hoặc ra cửa hàng đồ thờ cúng thông thường, chúng ta mua mấy cái gương bát quái bằng gương về treo vớ vẩn linh tinh sai hết. Nó sai luôn cả cái đồ hình âm dương luôn, không có tác dụng. Do đó tuổi Ất Sửu năm nay thì các bạn là năm nay có nhiều cái điều thuận lợi hơn. Cố gắng bứt phá trong năm nay, có nhiều cơ hội mà làm gì thì làm năm nay, năm sau thì ẩn mình đi nhé. Năm sau vận khí đi xuống thì nên ẩn mình đi. Không làm gì đâu. Anh Thắng có đặt câu hỏi là 1994 nam nên đặt gì ở bàn làm việc để công việc thuận lợi ạ? 1994 nam tuổi Giáp Tuất nên đặt gì trên bàn làm việc? Với các bạn rằng là nếu như căn cứ vào cái công việc của bạn thì nên có cái ngành nghề cụ thể hơn, xem bạn làm ngành nghề gì để chúng tôi có thể là căn cứ để mà xem là ngũ hành cái ngành nghề đấy các bạn đang làm trong ngũ hành gì để có cái vật phẩm tương thích. Cái thứ hai là nếu như tuổi Giáp Tuất mà đặt trên bàn làm việc thì người ta thường sẽ sử dụng theo những nguyên tắc như sau. Thứ nhất là người ta sẽ sử dụng các loại cầu đá thạch anh để nó tăng cường thêm yếu tố bổ khí cho thân mệnh. Thì cũng cần phải căn cứ vào năm tháng ngày và giờ sinh của bạn, tức là bốn yếu tố năm tháng ngày giờ sinh để quyết định lên cái ngũ hành hủy dụng thần mà khuyết thiếu trong thân bạn là gì, và sau đó quyết định đến cái màu sắc của cầu đá sử dụng. Ví dụ như khuyết mộc thì chúng ta sử dụng đá cầu đá fluorite màu xanh mộc. Nếu như khuyết hỏa chúng ta sử dụng cầu đá thạch anh hỏa. Nếu như khuyết
Kim chúng ta sử dụng cầu đá đánh trắng, mà khuyết ngũ hành thủy chúng ta sử dụng cầu đá đánh kim, đúng không ạ? Khuyết ngũ hành thổ chúng ta sử dụng cầu đá thành anh vàng hoặc canxi chạm canxi vàng cũng rất là ok. Chúng ta sử dụng các cầu đá thành anh để tăng cường bổ khuyết thân mệnh cho cơ thể, để giúp cho cái việc thân mệnh có sự hài hòa với ngũ hành, những kích hoạt thêm năng lượng khí như là ngũ hành khí để tốt hơn. Tiếp theo nữa là người ta căn cứ theo cái yếu tố về lộc mã quý nhân của tuổi bạn để người ta lựa chọn cái linh vật đặt trên bàn làm việc để tăng cường thêm tài lộc, tăng cường quý nhân tương trợ. Ví dụ là giáp thì lộc ở dần, giáp thì có tuổi thiên đồng tuổi dần, do đó người ta cũng có thể là đặt cái con giáp dần ở trên bàn làm việc. Con giáp dần ở đây gọi là dần quý thần ở trong bộ thập nhị quý thần. Người ta sử dụng con giáp dần tức là con hổ, người ta đặt cái tượng linh vật hổ đấy lên trên bàn làm việc, bởi vì tuổi giáp thì có tuổi thiên đồng là nằm ở tuổi dần. Do đó là người ta sử dụng con giáp dần để người ta đặt trên bàn để tăng cường thêm yếu tố tài lộc cho bản thân mình. Đây cũng chính là cái tuổi mà họ các bạn để bạn có thể lựa chọn là người kết hợp làm ăn. Ví dụ 1986 là tuổi Bính Dần, đúng không ạ? Hoặc là các tuổi dần khác 1974 giáp dần, hoặc là tuổi 1998 giáp dần nhé, là các tuổi hợp với bạn. Thứ hai là tuổi quý nhân. Tuổi quý nhân người ta sử dụng ví dụ như là giáp thì có quý nhân là Sửu và Mùi, đúng không ạ? Thì bạn có thể sử dụng cái con giáp Sửu hoặc là con giáp Mùi. Sửu đây là con trâu, đúng không ạ? Mùi là con dê. Người ta sử dụng hình tượng con giáp trâu và dê người ta đặt trên bàn làm việc để cái tăng cường thêm quý nhân tương trợ. Thì đây cũng chính là hai cái tuổi tiếp theo mà bạn có thể lựa chọn để mà cho cái tuổi kết hợp làm ăn đối với mình, đúng không ạ? Là tuổi Sửu và tuổi Mùi là hai cái tuổi là gọi là tuổi quý nhân của bạn. Ví dụ như là 1997 Đinh Sửu, 1991 Tân Mùi, đúng không? Đấy. Do đó là ba cái tuổi là Dần, Sửu, Mùi là ba cái con giáp mà bạn có thể đặt ở trên bàn làm việc để tăng cường thêm quý nhân hoặc tài lộc cho mình tùy theo mục đích. Ví dụ mục đích đợt này là muốn tăng cường thêm quan lộc thì tôi sử dụng con giáp Dần. Mục đích đợt này là có nhiều tiền tự nhiên quý phá thì sử dụng cái Sửu Mùi, đúng không ạ? Rồi là những cái trường khác mà muốn bổ khuyết thẳng trực tiếp vào cái thân mệnh thì căn cứ vào ngũ hành của thủy xuống thần, căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh nhé bạn nhé. Đó thì bạn để lại đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh thì các bạn trợ lý tư vấn thêm cho bạn kỹ hơn. Còn là số bát tự sẽ tư vấn kỹ hơn. Nhân viên văn phòng ngành ngân hàng. Nếu như nhân viên văn phòng ngành ngân hàng, ví dụ như nhân viên văn phòng ngành ngân hàng thì nó sẽ rơi vào tùy nhá, nó còn tùy vào vị trí bạn đây. Nó tùy vị trí, ví dụ là trong ngành ngân hàng của bạn, ngành ngân hàng bạn thì ngoài thuộc thủy, đúng không ạ? Liên quan đến tài à đâu. Trong ngành ngân hàng, ví dụ bạn ở cái vị trí là nhân viên tư vấn tài chính ngân hàng thì vị trí nhân viên tư vấn tài chính ngân hàng nó cũng ngoài thuộc thủy. Nhưng nếu như nằm ở cái bộ phận liên quan đến kế toán kiểm toán của ngành ngân hàng thì lại ngoài thuộc kim. Nhưng nếu như bạn thuộc về phòng hành chính nhân sự để lo đời sống nhân sự cho ngành ngân hàng thì lại thuộc ngành thuộc mộc. Do đó là chính xác vị trí thì nó lại càng tốt hơn nữa nhé. Chính xác vị trí thì lại càng tốt hơn nữa, đúng không? Rồi. Bao nhiêu một vòng tay phúc hòa trợ vòng tay phúc hòa trợ mệnh, đúng không ạ? Khai dương phú quý vòng tay chỉ lan như đây. Vòng tay thì gọi là vòng tay phúc hòa trợ mệnh, còn đối với cái mặt đeo trên người nó gọi là khai dương phú quý. Thì để các bạn bên em, các bạn sẽ nhắn tin tư vấn cho chị cả hai thôi nhé. Các bạn sẽ tư vấn chị cả hai luôn. Ok. Rồi, các cô chú chị chúng ta nên lưu ý vui lòng tham gia group. Chúng ta gõ trên thanh tìm kiếm nhé, là group cộng đồng Phong Thủy Thái Nguyên, đúng không ạ? Chúng ta gõ trên group là cộng đồng Phong Thủy Thái Nguyên thì sẽ thấy một group của Phong Thủy Thái Nguyên đấy. Thì chúng ta qua vào cộng đồng đấy, chúng ta bấm tham gia và trả lời các câu hỏi cơ bản này đó. Thì chúng ta sẽ tham gia vào group cộng đồng Phong Thủy Thái Nguyên. Và tại trong đó thì cũng có rất nhiều các đội ngũ trợ lý, các bạn ấy thường xuyên đăng các bài viết chia sẻ kiến thức phong thủy trong đấy. Cái thứ hai là các cô chú chị thoải mái đặt các câu hỏi ở trong đó để được tư vấn nhiều hơn. Tất cả các câu hỏi liên quan đến cá nhân các cô chú chị không phải lo, không phải sợ. Thì cứ đặt câu hỏi ở trong đăng bài trong group đấy, đội ngũ admin sẽ tiến hành duyệt câu hỏi và sẽ có một đội ngũ trợ lý kết nối để tư vấn miễn phí các cô chú chị cho. Đấy. Đây là group quy hợp các cái thành viên trong cái khóa phúc tài lộc và khóa sự nghiệp của thầy Tam Nguyên để mà tư vấn là. Do đó là các cô chú chị cứ tiến hành là kết nối ở trong cái group đấy để mà các bạn trợ lý sẽ tư vấn sâu hơn, kỹ hơn cho, thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để đặt các câu hỏi bên trong. Ngoài ra cũng có thể gọi điện đến số 1900292 để mà các bạn trợ lý sẽ tư vấn kỹ hơn cho các cô chú chị. Rồi. Chia sẻ video livestream nhé, chia sẻ video livestream để Đức Trung cũng như là các trợ lý sẽ tư vấn thêm các cô chú chị cho. Chú ý là như Đức Trung vừa đấy nói là phong thủy là có phong thủy ngoại cục, phong thủy nội cục, đúng không ạ? Phong thủy nội cục thì nó liên quan đến các công năng như là bếp và nhà vệ sinh, đúng không?
bếp và nhà vệ sinh, một trong những trường hợp nhà vệ sinh phạm phải sát khí rất nhiều, đó là nhà vệ sinh phạm sát, đúng không ạ? Có bốn cái vị trí của nhà vệ sinh phạm phải cái sát khí mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến gia chủ này. Thứ nhất là vì nhà vệ sinh đặt vào khung bản mệnh. Cái thứ hai là nhà vệ sinh đặt vào các cái vị trí cung quan trọng như là càn cung trong dịch học là cung của người trợ chủ, đúng không ạ? Do đặt vào càn cung nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người chồng, người cha trong nhà. Cái thứ ba là nhà vệ sinh đặt vào cái cung gọi là trung cung của trong ngôi nhà, tức là ở giữa. Và cái thứ tư đó là chúng ta mở cửa chính ra mà nhìn thấy thẳng ngay cái cửa nhà vệ sinh. Thì đây là một trong những cái trường hợp sát khí trong nội cục của nhà vệ sinh đấy. Thì nếu trong trường hợp như thế thì thầy Tam Nguyên cũng như chúng đã có rất nhiều những video hướng dẫn các cô chú chị rồi, đúng không? Trường nhà vệ sinh mà phạm sát như vậy nhé, thứ nhất đặt vào cung bản mệnh này, cái thứ hai đặt vào càn cung, cái thứ ba là đặt vào giữa nhà trung cung, và cái thứ tư là mở cửa chính mà nhìn thấy ngay cửa nhà vệ sinh. Chúng ta cần phải sử dụng cái gương bát quái bắt đầu vừa rồi, gương bát quái bắt đầu hổ phù. Chúng ta sẽ sử dụng cái gương bát quái bắt đầu hổ phù để chúng ta sử dụng xử lý cái nhà vệ sinh như thế nhé. Ngoài ra trong nhà vệ sinh chúng ta sử dụng một cái hũ gọi là hũ thạch anh bảo bình thủy. Chúng ta sẽ sử dụng cái hũ đá thạch anh bảo bình thủy như này nhé. Trong đây nó có đá thạch anh trắng, nó mang cái hũ lửa, nó mang cái yếu tố là dương khí rất là tốt để mà hóa giải cái âm khí trong nhà vệ sinh. Chúng ta sẽ sử dụng cái hũ đá thành cái bảo bình thủy đặt trong nhà vệ sinh nhé. Thì đấy là một trong những cái chúng ta lưu tâm thêm. Thì có lẽ trong video sau thì chúng sẽ phân tích kỹ hơn về các trường hợp sát khí của nhà vệ sinh này nhé, hoặc một số những cái trường hợp lỗi sai không bị có hết, đúng không ạ? Một số những cái điểm thần sắc quan trọng mà chúng ta cần phải tránh khi đặt bếp, chúng ta cần phải chú ý đặt bàn nhé. Còn một trong những cái vật phẩm để xử lý đấy chính là cái điều kiện thủy tinh này, tiết lộ ngắn ngắn lên thôi để các chú chị biết nhé. Một trong những cái pháp khí mà xử lý cái trường hợp bếp phạm không bị đó là điều kiện thủy tinh. Về phương án sử dụng như thế nào thì các cô chú chị có thể inbox thêm để trợ lý tư vấn thêm. Đó. Chia sẻ video chi này cũng như là tham gia group cộng đồng Phong Thủy Tam Nguyên cũng như là đặt câu hỏi dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí các cô chú chị nha. Phong thủy là cách mà chúng ta ứng dụng để kiến tạo một không gian sống, một môi trường sống, do đó rất dễ thôi. Chúng ta chăm chỉ học cái chúng ta có thể nhìn thấy ngay những cái phong thủy rất dễ ứng dụng trong cuộc sống. Cũng như nếu mà không biết thì hãy đặt niềm tin vào chuyên gia để được tư vấn kỹ càng hơn. Phong Thủy Tam Nguyên tự hào là một trong những đơn vị đi đầu để mà hỗ trợ tư vấn các cô chú chị. Rồi, hãy bấm nút chia sẻ video và đặt câu hỏi xuống dưới phần bình luận, đồng thời tham gia group cộng đồng Phong Thủy Tam Nguyên để được tư vấn hỗ trợ nhiều hơn. Đức Trung xin cảm ơn nha, cũng như hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video livestream tiếp theo. Xin cảm ơn, nhớ bấm nút chia sẻ nhé. Xin chào.